Xin chào các bạn. Nhìn vào hình ảnh này và đoán xem ngày hôm nay cuộc hành trình khám phá thế giới nghiêng sẽ đưa các bạn đến đất nước nào nào? Dễ quá phải không ạ? Nhìn vào tà áo dài thướt tha này, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến đất nước Việt Nam ngay, bởi chiếc áo dài đã quá đỗi quen thuộc trong đời sống của người phụ nữ Việt Nam. Và ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem để có được chiếc áo dài với hình dáng như ngày hôm nay thì nó đã trải qua những thời kỳ phát triển ra sao nhé. Thứ nhất, áo tứ thân. Áo tứ thân ra đời vào khoảng năm 1645, không cử không dệt được khổ vải lớn, vì thế mà các mảnh vải mới được ghép vào với nhau tạo thành áo tứ thân. Áo tứ thân có màu vải nâu, không có khuy cài, thả dài xuống hoặc được cột gọn lên khi làm việc đồng áng, buôn bán. Mặc bên trong là chiếc yếm có màu đậm dành cho phụ nữ đứng tuổi, hay là màu trắng, màu thắm đỏ hoa đào dành cho các cô gái trẻ. Ngoài yếm là chiếc áo cánh ngắn màu trắng, dải lụa dài màu xanh thắt giữa áo cánh với cả váy đen. Ngày nay, chiếc áo tứ thân vẫn còn, nhưng đã được cách thân khá nhiều và trở nên tinh tế, tiện lợi hơn và thường được mặc kèm với chiếc nón quai thao. Bạn có thể nhìn thấy chiếc áo tứ thân này trong rất nhiều lễ hội, đặc biệt là ở vùng đất Kinh Bắc. Thứ hai, áo ngũ thân. Áo dài ngũ thân ra đời khoảng năm 1884. Áo dài ngũ thân gồm có hai khổ vải được may nối lại với nhau thành thân trước kín đáo, có một thân phụ nằm ở dưới về phía bên phải. Bốn thân áo ngoài tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu là cha mẹ của mình và cha mẹ của người thương, còn thân áo thứ năm tượng trưng cho người mặc. Áo luôn có năm cúc cài, thể hiện đạo lý làm người của người Việt Nam, đó là nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Lúc này đã có sự dao động về độ ngắn dài của tà áo. Vào thời điểm bấy giờ, chiếc áo ngũ thân thường xuất hiện trong các gia đình giàu có và nó còn là một trang phục để phân biệt giữa những người phụ nữ có xuất thân cao quý với những người phụ nữ xuất thân bình thường đấy. Thứ ba, áo dài tân thời. Áo dài thời kỳ này được khởi xướng bởi họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Cát Tường được cho là nhà cách tân táo bạo nhất. Ông đã đưa yếu tố phương Tây vào áo dài khoảng 30%. Ông đã tạo kiểu như không có cổ, tay ngắn, không tay, vai bồng, vai xẹp, cổ tay xòe, có khuy, vạt áo ngắn, vân vân. Những chi tiết này tạo ra cho chiếc áo dài dáng vẻ mang một chút hơi hướng phương Tây, cũng khá độc đáo phải không nào? Thứ tư, áo dài Lê Mua và Lê Phổ. Thập kỷ 1950-1960, áo nỉ ngực ngày càng phổ biến nên áo dài cũng ảnh hưởng xu thế này và được may chít eo, ôm sát vào người. Thân áo sau rộng hơn thân áo trước, nhất là ở phần hông. Cổ áo cao, trong khi gấu áo cắt thẳng ngang và dài gần đến mắt cá chân. Yếu tố cải cách ở áo dài Lê Phổ là phần tay áo. Kỹ thuật dệt may đã cho ra đời vải có khổ rộng, tỷ lệ cách tân dừng lại ở mức 20%. Mẫu này được coi là vật tổ của các áo dài sau này. Thứ 5, áo dài cổ thuyền. Áo dài cổ thuyền từ năm 1958 còn được gọi là áo dài Trần Lệ Xuân, nhưng thực tế ít ai biết rằng người sáng tạo đầu tiên là Thái Thúc Nha. Ở thập niên 1960, ông được nhận chỉ thị làm một buổi biểu diễn thời trang ở đường Đồng Khởi. Người mặc đầu tiên này là nữ tài tử Kiều Trinh. Dáng dấp áo dài khoe được phần cổ của người phụ nữ, phần eo được chít thon gọn. Nhưng tại sao chiếc áo này lại gắn với tên tuổi của bà Trần Lệ Xuân? Bởi mẫu áo dài này được bà Trần Lệ Xuân cực kỳ ưa chuộng và thường được mặc trong các bữa tiệc sang trọng hoặc trong các buổi gặp gỡ với các vị khách nước ngoài. Và có thể nói chính bà Trần Lệ Xuân là người đã khiến cho nhiều người nước ngoài biết đến hình ảnh chiếc áo dài hơn. Thứ 6. Áo dài tay raglan. Từ năm 1957, thời trang áo dài bắt đầu thịnh hành. Đó cũng là thời điểm ông Đỗ Thành, là một người thợ may, áp dụng lối giáp tay raglan xéo vai trong âu phục vào áo dài, để vai áo dài bớt nhăn. Ý tưởng sáng tạo này đã cho ra đời chiếc áo dài tay raglan đầu tiên. Thứ 7. Áo dài tay hippie. Áo dài tay hippie từ năm 1968 đến năm 1989. Với ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, quần hippie được đưa vào thiết kế trong áo dài. Lúc đó, người phụ nữ Việt khá táo bạo khi kết hợp với quần ống loe với áo dài. Phần eo được nới rộng hơn so với áo dài Trần Lệ Xuân. Vạt áo may hẹp và ngắn đến đầu gối. Thân áo rộng lượn theo dáng người và không chết eo. Cổ áo thấp, quần được may rất dài với ống rộng lên đến 60cm hoặc mặc với quần tây.
kiểu áo dài này thịnh hành mãi đến thập niên 1980. Tuy nhiên thì kiểu áo dài này chỉ phổ biến ở một số nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây mà thôi. Thứ 8. Áo dài midi. Áo dài midi từ năm 1968. Áo dài bata lấy cảm hứng từ áo dài tứ thân, nhưng với phong dáng dài tiếp tục ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây với các cài cúc áo. Áo dài có sự cách tân hiện đại nhưng vẫn tuân thủ giữ được cổ áo và phần tà. Mặc dù đã hòa hợp dựa vào các yếu tố tunic của Pháp thịnh hành từ mùa hè năm 1971 tại Sài Gòn, kiểu áo dài này thường được mặc chung với quần tây màu trắng hoặc đen. Thứ 9. Áo dài hiện đại ngày nay. Từ thập niên 90, chiếc áo dài đã có hình dáng giống như chiếc áo dài chúng ta vẫn thấy ngày nay. Từ năm 1990, nữ sinh Sài Gòn bắt đầu được mặc áo dài đến trường. Và cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam đầu tiên đã được diễn ra, đánh dấu cho sự hồi sinh của chiếc áo dài. Người ta đã không còn nghĩ chiếc áo dài là trang phục của tiểu tư sản nữa, mà là trang phục mà ai ai cũng có thể mặc. Trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, chiếc áo dài Việt Nam vẫn luôn được đánh giá là một trong những trang phục truyền thống đẹp nhất. Nếu các bạn nữ có dịp đến thăm đất nước xinh đẹp này, đừng quên thử một chiếc áo dài Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với vẻ đẹp mà chiếc áo kỳ diệu này mang lại cho bạn đó.